Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với livestream của hệ thống y tế Thu Cúc. Hôm nay chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp đến các bạn quá trình nội soi dạ dày của anh Đỗ Bá Mạnh, 28 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Vì cách của chúng ta bị bệnh gút nên đang gặp một chút bất tiện về việc di chuyển. Chính vì đi lại khó khăn nên anh đã quyết định đến Thu Cúc nội soi dạ dày vì dịch vụ ở Thu Cúc rất chu đáo, tận tình. Như các bạn thấy đấy, để thuận tiện cho anh Mạnh, các bạn lễ tân và điều dưỡng sẽ hỗ trợ anh di chuyển bằng xe đẩy trong suốt quá trình thăm khám ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hiện tại thì anh Mạnh đang bắt đầu lấy máu để phục vụ việc xét nghiệm máu. Đây là một bước cần thiết trước khi nội soi giúp bệnh nhân có thể sàng lọc các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, C, HIV, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, người có thể can thiệp thủ thuật như cắt polyp cần xét nghiệm máu để kiểm tra hiện tượng đông máu đấy ạ. Điều dưỡng đang thao tác lấy máu hết sức nhẹ nhàng để hạn chế đau đớn cho bệnh nhân. Và quá trình này cũng sắp hoàn tất rồi, các bạn hãy tiếp tục ở lại livestream để đồng hành với anh Mạnh trong những bước chuẩn bị nội soi tiếp theo nhé. Lúc này lễ tân đang hỗ trợ đẩy xe đẩy giúp anh Mạnh di chuyển từ phòng lấy máu đến khu vực ghế chờ. Để phục vụ người bệnh chu đáo nhất, Thu Cúc có đội ngũ lễ tân điều dưỡng rất đông đảo. Bệnh nhân đến bất cứ khu vực nào thì cũng sẽ được tiếp đón và hướng dẫn rất niềm nở nhiệt tình. Vì vậy dù là lần đầu đến với Thu Cúc, bạn sẽ không bao giờ có cảm giác lạc lõng hay gặp vất vả trong việc tìm đúng khoa phòng thăm khám. Và bất kể bạn đang gặp vấn đề gì, điển hình như là trong trường hợp vị khách của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ đều được hỗ trợ chăm sóc chu đáo nhất. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Điều dưỡng đang tiến hành đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe, bệnh sử của anh Mạnh. Những thông tin này rất cần thiết trong việc đánh giá người bệnh có đủ điều kiện nội soi tiêu hóa hay không. Do đó, trước khi đến nội soi tại Thu Cúc, các bạn hãy cố gắng liệt kê ra tiền sử bệnh của bản thân, những món ăn mình bị dị ứng, những loại thuốc đã dùng trong thời gian gần đây để giúp bác sĩ có nhiều cơ sở đưa ra kết luận chính xác nhất nhé. Và để quá trình nội soi tiêu hóa diễn ra an toàn, điều dưỡng sẽ tiến hành đo huyết áp cho anh Mạnh. Vâng, kết quả huyết áp của anh Mạnh hoàn toàn bình thường. Như vậy quá trình làm hồ sơ đã kết thúc. Các bạn hãy tiếp tục cùng vị khách của chúng ta chuyển sang các khâu tiếp theo trong buổi nội soi dạ dày hôm nay nhé. Điều dưỡng tiếp tục giúp đỡ đẩy anh Mạnh đến khu vực phòng chờ đặt truyền. Dù đi lại không thuận tiện nhưng với sự hỗ trợ tận tâm của các lễ tân điều dưỡng mà quãng đường di chuyển trong viện của anh Mạnh hôm nay đã trở nên dễ dàng trơn tru hơn rất nhiều. Thu Cúc cũng luôn trang bị đầy đủ những công cụ như xe đẩy, nặng chống chân, do đó người già đi lại chậm chạp, trẻ nhỏ chưa đi vững hay người đang đối mặt với các bệnh lý tai nạn ở đôi chân thì hoàn toàn có thể an tâm khi lựa chọn Thu Cúc làm địa chỉ nội soi tiêu hóa nhé. Em ạ. Ừ, anh bảo này, thế thì chờ xem là vẫn cứ để đấy không? Anh bảo bọn bên kia bây giờ bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện để xem anh Mạnh có cảm nhận như thế nào sau vài thủ tục ban đầu của Thu Cúc nhé. Em chào anh có thể giới thiệu về mình cho mọi người được biết không ạ? Mình là Mạnh, Đỗ Bá Mạnh, năm nay 28 tuổi, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trước đây anh đã nội soi dạ dày bao giờ chưa ạ? Trước đây thì mình chưa có kinh nghiệm nội soi bao giờ. Mình có gặp phải triệu chứng nào bất thường nào để đi đến quyết định nội soi kiểm tra dạ dày lần này không ạ? Đợt dạo gần đây thì mình có bị đầy hơi ở chua. Nếu mà không ăn đúng bữa thì sẽ có cảm giác rất là khó chịu. Mình nghĩ rằng là mình bị dạ dày rồi. Thế nên là để mà tránh những cái trường hợp
nó sẽ phát sinh chuyển biến nặng thêm, thì mình muốn đi nội soi để biết hơn kỹ càng hơn, tại vì dù sao nội soi cũng là một cái thủ thuật rất là tốt để có thể xử lý cái bệnh dạ dày. Vâng, nội soi đúng là một giải pháp giúp phát hiện được các bệnh lý tiêu hóa đấy ạ. Vậy tại sao anh lại lựa chọn Thu Cúc để trải nghiệm nội soi lần đầu tiên trong đời ạ? Thế Thu Cúc thì về chất lượng và cơ sở vật chất khá là tốt, thêm nữa vị trí rất là đẹp, thuận tiện cho mình đi lại, tại vì nhà mình bên Hồ Tây mà. Cảm ơn anh vì những chia sẻ vừa rồi và chúc anh có trải nghiệm nội soi tốt ạ. Vâng, như chia sẻ của anh Mạnh thì anh quyết định đi nội soi tiêu hóa vì có những biểu hiện bất thường như đầy hơi, ở chua, cảm giác khó chịu mỗi khi ăn không đúng bữa. Đây đều là những triệu chứng điển hình cảnh báo bệnh dạ dày, nên mong rằng quý vị các bạn đang có những dấu hiệu tương tự có thể đi thăm khám nội soi tiêu hóa ngay. Các bệnh lý dạ dày tiềm ẩn nguy cơ biến chứng khôn lường như nóng rát, chảy máu dạ dày, thậm chí phát triển thành ung thư ác tính nguy hiểm đến tính mạng. Nếu phát hiện muộn thì quá trình điều trị rất gian nan, tốn kém, nên quý vị các bạn nên chủ động đi thăm khám nội soi tiêu hóa thường xuyên nhé. Hiện tại điều dưỡng đang hướng dẫn anh Mạnh uống thuốc tan bọt dạ dày để khi nội soi bác sĩ có thể dễ dàng quan sát niêm mạc dạ dày đấy ạ. Sau khi uống xong thuốc tan bọt dạ dày, anh Mạnh sẽ được điều dưỡng dư vào phòng đặt truyền. Khâu đặt truyền này sẽ giúp bệnh nhân vơi đi cảm giác mệt, đói vì phải nhịn ăn từ sáng sớm. Anh Mạnh sẽ được nằm nghỉ một lát trước khi chính thức bước vào phòng nội soi dạ dày. Các bạn hãy tiếp tục đồng hành cùng chàng trai của chúng ta nhé! Vâng, lúc này thì các điều dưỡng đang tiến hành rút truyền và hỗ trợ đẩy anh Mạnh vào phòng nội soi. Quá trình nội soi dạ dày của người bệnh Đỗ Bá Mạnh sẽ diễn ra ngay sau một vài phút nữa thôi ạ. Các bạn thân mến, chúng tôi đang có mặt bên trong phòng nội soi dạ dày đại tràng hệ thống y tế Thu Cúc. Phòng nội soi được khử trùng khử khuẩn thường xuyên, đảm bảo vệ sinh y tế. Phòng nội soi của Thu Cúc cũng được trang bị những thiết bị máy móc tân tiến để phục vụ tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất cho quá trình nội soi. Trước mắt quý vị và các bạn chính là máy bơm tiêm điện tự động đấy ạ. Bác sĩ đang tiến hành nhập thông tin, số liệu, chiều cao, cân nặng, giới tính của anh Mạnh. Máy sẽ nhận thông tin và tự động tính toán lượng thuốc phù hợp với thể trạng tuổi tác của từng bệnh nhân. Nhờ vậy bệnh nhân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu êm ái, không bị gián đoạn tỉnh dậy bất ngờ, giúp quá trình nội soi diễn ra êm dịu, không hề thấy đau đớn, khó chịu đâu ạ. Bác sĩ đang nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế nằm chuẩn nhất cho anh Mạnh để người bệnh thoải mái và quá trình nội soi sau này sẽ dễ dàng thao tác. Vâng, quá trình nội soi dạ dày cho anh Đỗ Bá Mạnh đã chính thức bắt đầu. Các bác sĩ đang sử dụng ống nội soi mềm, kích thước siêu nhỏ, có gắn camera và đèn phát sáng trên đầu. Ống nội soi sẽ được đưa vào lòng thực quản và dạ dày để thăm dò và truyền phát hình ảnh lên màn hình màu trước mặt bác sĩ. Nhờ vậy, bác sĩ có thể quan sát, phát hiện được những tổn thương trên bề mặt ống tiêu hóa, chẩn đoán được các bệnh như viêm loét, vi khuẩn HP, polyp và cả ung thư dạ dày đấy ạ. Đặc biệt, Thu Cúc áp dụng công nghệ NBI 5P tối tân với chế độ ánh sáng giải tần hẹp và khả năng phóng đại hình ảnh đến 100 lần, giúp phát hiện ung thư ngay từ khi mới khởi phát. NBI 5P cũng giúp bác sĩ cắt bỏ các tổ chức tiền ung thư ngay trong quá trình nội soi mà không cần hóa trị, xạ trị gì thêm. Trở lại với ca nội soi của anh Đỗ Bá Mạnh thì vị khách của chúng ta vẫn đang ngủ rất say, không hề có cảm giác đau đớn, khó chịu nào. Những bạn nào còn e dè lo sợ rằng nội soi sẽ đau, buồn nôn, có thể an tâm trải nghiệm dịch vụ nội soi tại Thu Cúc nhé.
Và trong livestream ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về những yếu tố nguy cơ gây bệnh dạ dày mà các bạn cần đề phòng. Vì vậy hãy tiếp tục theo dõi livestream nhé. Vâng, có thể thấy là các bác sĩ nội soi đang rất nghiêm túc chăm chú quan sát hình ảnh trên màn TV để có thể phát hiện được những tổn thương dạ dày. Bác sĩ nội soi tại Thu Cúc đều là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tiêu hóa, từng công tác tại bệnh viện lớn nên vững chuyên môn và giàu kinh nghiệm nội soi. Bạn hoàn toàn có thể đặt chọn niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ của Thu Cúc đấy ạ. Các bạn thân mến, bệnh dạ dày đang trở thành căn bệnh của thời đại khi ước tính có đến 70% dân số có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể giảm thiểu khả năng mắc bệnh bằng cách tránh xa những tác nhân gây bệnh như đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn chứa gia vị mặn, các món muối chua. Quay trở về với ca nội soi của anh Mạnh thì bác sĩ đang hoàn tất những bước cuối cùng cho quá trình nội soi dạ dày đấy ạ. Vâng, vậy là ca nội soi dạ dày của anh Mạnh đã chính thức kết thúc. Các kỹ thuật viên đang nhanh chóng thu dọn đồ dùng, thiết bị và chỉ ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ được gặp lại anh Mạnh trong tình trạng tỉnh táo đấy ạ. Các điều dưỡng đang tiến hành đẩy giường đưa anh Mạnh về phòng nghỉ ngơi hồi sức. Tại Thu Cúc thì các điều dưỡng sẽ luôn có mặt nhanh chóng để chăm sóc và giúp đỡ mỗi khi người bệnh cần. Nhờ vậy mà bệnh nhân sẽ nhanh chóng phục hồi sau quá trình nội soi tiêu hóa. Xong rồi nhá, bây giờ anh làm nghỉ ngơi thôi nhá. Cần có hỗ trợ thì anh cứ bấm vào cái chuông này nhá. Khi đã chắc chắn anh Mạnh không còn chóng mặt mệt mỏi thì điều dưỡng sẽ tiến hành rút truyền và hướng dẫn anh vào phòng chờ. Vì chân anh Mạnh di chuyển khó khăn nên suốt buổi nội soi hôm nay anh luôn được các điều dưỡng lễ tân đẩy xe đẩy hoặc dìu dắt rất ân cần. Điều dưỡng sẽ tiến hành đo huyết áp cho anh Mạnh một lần nữa để chắc chắn sức khỏe của anh trở lại bình thường. Vâng, có thể thấy các chỉ số huyết áp của anh Mạnh đã hoàn toàn ổn định rồi đấy ạ. Lúc này thì điều dưỡng sẽ tiến hành trả kết quả cũng như hướng dẫn người bệnh trở lại phòng khám ban đầu để được bác sĩ chuyên gia tư vấn kỹ lưỡng. Tại Thu Cúc thì mỗi người bệnh sau quá trình nội soi sẽ được tặng một suất ăn nhẹ gồm bánh ngọt và sữa để vơi đi cảm giác đói sau nhiều tiếng nhịn ăn trước đó đấy ạ. Bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh Mạnh để lắng nghe những chia sẻ của anh sau buổi nội soi nhé. Chào anh ạ, sau khi trải qua quá trình nội soi dạ dày thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Mình cảm giác rằng là khá là nhẹ nhàng, mọi chuyện diễn ra rất là nhanh. Hôm nay trải nghiệm dịch vụ nội soi dạ dày tại Thu Cúc, anh có cảm thấy hài lòng không ạ? Khá là hài lòng về
Dịch vụ bên này nhân viên điều dưỡng rất là đông và tương đối hiểu ý mình. Lúc trước anh chia sẻ là rất sợ nội soi vì nghĩ nó đau, khó chịu. Thì không biết rằng sau buổi nội soi hôm nay có giúp anh thay đổi suy nghĩ ấy không ạ? Lúc đầu mình nghĩ rằng là nội soi khá là đau, tại vì khi mà nhìn những cái video ấy, họ đưa những cái máy quay hay gì những vào trong tận bên trong mình ấy, cảm giác rất là sợ. Nhưng mà sau khi nội soi ở Thu Cúc ấy, mình cảm giác rất là ok và hài lòng. Và thực tế nó không có đau đớn gì cả. Giống như kiểu mình chỉ ngủ một giấc thôi, dậy là bác sĩ bảo ok xong rồi. Mình vẫn còn bất ngờ và sao nhanh thế. Sau đấy thì mọi chuyện nó rất là ổn. Các bạn có thể đến Thu Cúc để trải nghiệm. Cảm ơn anh vì những chia sẻ trên ạ. Vâng, vậy là buổi nội soi dạ dày của anh Đỗ Bá Mạnh nhờ sự chăm sóc nhiệt tình của các điều dưỡng lễ tân đã kết thúc mỹ mãn, bất chấp việc anh có gặp chút khó khăn trong việc đi lại. Đây chắc chắn là một trải nghiệm khó quên đối với vị khách hôm nay của chúng ta và cũng là một live stream rất nhiều cảm xúc của Thu Cúc, đúng không ạ? Các bạn đừng ngần ngại mà hãy đến Thu Cúc nội soi tiêu hóa không đau đớn buồn nôn và được hưởng dịch vụ tận tâm đội ngũ lễ tân điều dưỡng chăm sóc người bệnh như người nhà nhé. Còn bây giờ live stream của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát sóng trực tiếp chủ đề nội soi tiêu hóa số tiếp theo.